ngày nay khách bị điều khá là lâu, tại vì mấy ngày nay khách đang bị cuồng một bác diễn viên khá là điển trai, rất là điển trai và dễ cưng là Benedict Cumberbatch. Rồi bác có thủ vai Doctor Strange ở trong Marvel, khách đang mua cái Yazabagamoto Doctor Strange. Khách đang cũng ở rất là cuồng bác ấy, bác ấy còn đóng vai Sherlock Holmes nữa. Ờ, cưng lắm luôn á. Với lại ngày mai là ngày tổng kết của khách rồi. Yay! Từ lúc mà khách ngồi vô cái ghế khai giảng là khách đã muốn tới ngày tổng kết lắm. Ha. À, với lại hôm nay khách mang một bất ngờ cho các bạn. Ta-da! Sơn bực! Xin lỗi vì cái hộp nó tan nát. Với lại bé son bóp này là khách mua từ hồi tháng 1, bây giờ khách mới review được với một lý do rất là nhảm xịt. Cô khách tịch thu con son bóp của khách, tại vì một lý do rất là nhảm xịt. Bạn của khách cầm con này chạy vòng vòng lớp, cô nói bạn nó đứng lại, bạn nó không đứng lại, cô tức quá cô tịch thu luôn con. Wow. Và bây giờ cuối cùng, cuối năm học khách cũng lấy lại được cái con son bên rồi. Oh my god. Với lại khách nằm trong đội trống và khách tập luyện trống rất là nhiều để ngày mai khai giảng. Cho nên khách rất là mệt, phải khách rất là đau cầm cái dùi trống. Rồi lưng khách cũng rất là cầu khi mà đeo cái trống suốt cả ngày như thế, rất là mệt. Ok, bóc ra nha, đây là khách. Để mấy bạn phun đi ở đây để các so sánh. Đây là thời khắc huy hoàng. I can see the rainbow. Oh my god, oh my god. Khách đã thở đến người hôm nay rất là thở. À bây giờ cuối cùng các cô cũng cô bé son bớt. Chị son bớt. Ok, khách cô ơi, mấy khá là thật. Khách cần cái lượng magic. Cuối cùng khách cũng kiếm được cái lượng. Bé song bớt này không đi chung với người bé Sean. Sean đi chung với tóc rối rồi, trời ơi. Bao nhiêu năm tháng ở trong cái tủ của cô chủ nhiệm. Cô ơi, cô. Ok. Đây là bé song bớt, mình hãy nhìn flow qua bé một em. Và nếu mà gỡ cái cài ra thì cái tóc của em nhìn khá là lạ rồi, cần phải chia thành hai phần, một phần ở bên màu đen và một phần ở bên màu vàng. Rồi da của em trông có thể ra là màu rất là nhẹ. Cài cắt mất 3 phút để chạy lại đuôi cho em, và sau đó là cái thùng của bay mất. Ta sẽ di chuyển đến đằng sau. Là cutie mark của bé son bớt. Tại sao nó không đi ở đây, nó đi cùng mẹ anh nhớ cũng chứ. Đây là cánh của bé, cánh nó nhỏ hơn so với sau nhìn cũng vậy, nó là bản miệng cũng. Ok, mình sẽ lấy Fluttershy ra. Ra đi sao xanh. Này, cái phần đằng
sau những cái phần của bé Florissa nó đỡ hơn. Nhìn như Sikawe, nhìn như này, chân chân bên này nó bự hơn, tiếng mình vẫn thích các bạn cũ hơn cơ. Okay. À, sao mấy gam ra nó cái cánh thì bên bản mới thì cánh thích hơn, còn mặt với lại phần body thì cánh thích bên bản cũ hơn. Ok, video hôm nay là kết thúc. Mong các bạn hãy like và subscribe cho Khát. Nhân tiện thì rất chúc mừng Khát vì Khát sắp được 6.000 subscriber. Hooray! Và sắp tới hè thì Khát sẽ mở một channel mới. Nhưng channel này chỉ có tiếng Anh không thôi. Đây là channel về Furries. Khát sắp tới sẽ có...